Phương phải tầm thường đưa cô Phương lên cường. Sáng có phở, chiều có cá viên chiên. Mấy anh mấy chị, cá sống về nước, em sống về tình yêu thương của mọi người. Số đi bà Việt Kiều đẹp, bảo đen á. Đó, vô mời đi, chị cười kìa. Trời ơi, ốt gơ luôn nè, đẹp quá trời, chịu cho nổi trời. Ốt gơ nè, mua giùm đi. Đẹp quá trời đẹp. Ủa, cái nào đài chính luôn? Đó, đài chính, đài này nè, nó nè. Đúng không, con? Số đi anh ơi. Anh đẹp trai, số ông chị áo đen. Hồng Nhan bạc tỷ. Mày ai ai kêu mày vậy? Hưởng ba con lô độc đắc vậy được 900 triệu ai. Hiểu không? Mấy cờ rồi? Một cờ, được hết á. Thôi đừng mua đi chị ơi, gửi lại gì trước đi. Giả vô mặt mày à, có dục mấy cục này xuống tin không? Nhiều. 11.000 đưa nó đi, chị chạy vô đây một cái. Khép giò vô anh Việt Kiều dễ thương, đẹp quá trời luôn á. Anh Việt Kiều khép lại. Khép cái câu câu lại. Bốn bốn ngàn công ty đường thôi 10.000 ai nãy giờ kêu không mua, thấy cái đẹp này mua 22.000. Anh có hàng lẻ không anh? Bốn cờ có 4 lẻ đưa 5.000 cho anh, thối lại 61.000, thối lại 60, em gọi điện đi trước nè. Cảm ơn anh nha nè. Mày 44.000, trời lấy là 4 công vậy, lấy hằng 4 không à. Thằng chính ổng có chơi bê đê không? Không. Vũ Phương đâu rồi? Theo trai và cô hỏi hỏi Vũ Phương không à. Rồi cảm ơn. Trời này đẹp trai quá xăm mình. Gia Hưng ơi, thằng này đẹp trai lắm nè. Dạ, anh này đẹp vậy? Trai hơn nè. Mà nó nghiêm quá, số không? Đó, mày lo ngó ổng chi mà vớt trai rồi. Anh Việt Kiều số không? Anh xăm mình đẹp trai nè. Hồng Nhan bạc tỷ có chơi bê đê không? Ở đây bê đê thấy đẹp trai là hiếp dâm đó. Ủa có vợ con hả? Nè anh bê đê uổng quá đẹp mà chơi bê đê vậy trời. Có cặp bạ không? Cứng đô quá vậy. Anh Việt Kiều áo trắng. Anh này là thầy giáo nè. Mua đi anh thầy giáo vậy luôn. Nay Việt Kiều mới về nước nè, dồn là biết trắng trẻo rồi. Lắm, lắm đâu dám qua đâu. Hiện giờ Lan Quế Phường khách khá là đông như quý vị. 258A đường Nguyễn Tiểu La quý vị. Quý vị có dịp đi ngang thì quý vị cũng ghé vô ủng hộ. 55.000. Ngồi đi mấy chị ơi, ngồi đi. Được. Cá sống về nước, em sống về tình yêu thương của mọi người. Cặp ca lại la lại la. Gái đẹp số không? Đây, có 54.000 cũng được rồi. Đây. Rồi, canh kèo. Đúng không? Đúng. 258 nha. Lan Quế Phường. Sáng có phở, chiều có cá viên chiên. Cá sống về nước hết rồi. Vậy sớm quá vậy chị. Bà bán phở đám hoài vậy. Ba có viên chết liền. Tới đó. Dục này à, canh đông béo cho quay luôn á. Hết rồi. Trời, ba có viên chết liền. Ta hết, nói hết sớm.
ở đâu? Trời, bên Pháp mà thấy ông có duyên chết liền luôn á. Lé, gia tính anh này coi. Số ông gái đẹp. Chị ứng cha này quá. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1.1. 10.1. 11.000 tờ. Ba bên Pháp mà dị ứng ba quá nha. Nói chuyện mà muốn chảy vô mũi luôn á. Không có đâu má, chân mày dâm mà như quỷ à. Mấy tờ chị? 4 à? 55.000. Dễ quê quá. Vậy hả? Là 101. Số không? Lại mua tờ rồi. 1.000 đúng không? 100.000 chưa đâu nha. Nhiều quên rồi. Nè lấy bà lấy mua tờ thôi. Thằng này đủ má gì dẫn nó quá. Đủ hoài à. Anh Việt Kiều số không? Đẹp quá trời luôn á. Mua giùm đi, giúp đỡ nghèo đi. Hai tờ đưa 2.000 nữa anh, còn 2.000 đó. Anh Kiều, cảm ơn. Trời ơi, anh Việt Kiều, đẹp trai quá. Nay sinh nhật anh hả? Trời ơi, đã vậy. Chính hả? Chính cái gì? 100.000. Còn 6 tờ nè mấy anh ơi. Chưa mổ mà. Chờ Việt Kiều gỡ tiền. Nó đi chuyền nước biển hả? Sao biết hay vậy? Thì cũng coi trên đó đó. Chứa mẫu đường này cao lắm. Bao nhiêu rồi? 100.000. Không ý là chợ Việt Kiều cho tiền mẫu 20 mấy chai đó.